đây, bữa sau là cứ ba em ngồi một bàn. Còn à, mình còn là cũng chưa tính được cái số lượng các em nhỏ bao nhiêu em. Thì thiếu thì mình sẽ đóng bàn thêm. Và cũng là nơi là họp để phát triển của bạn đấy các bạn. Quanto metà di cisterna? Vero, vero. Aghi, aghi, muda. Attacco, aghi. Quanto? Sì. Non te ne unano. Quanto metà di cisterna? Ah, bene, ho qua, ma da... Che? Cô chào. Mấy tập bên nghe kìa. Tạm biệt, tạm biệt. Xin đến xem tập bên. Tạm biệt. Ok, no, chào các bạn. Ok, no, chào các bạn. Mình tên Mateo. Em nói gì à? Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Đông Mano Vlog của Sống ở Châu Phi. Thì, như vừa rồi là anh Linh Philip, mình cũng có bữa trước mình cũng đặt là bàn ghế bên bản anh Linh Philip, vừa là rồi anh Linh Philip cùng các anh em trong team cũng đã trở sang bàn giao cho anh em mình, thì mình cũng đã kê hết vào trong nhà văn hóa nha các bạn. Thì như đợt trước mình cũng đã nói là nhà văn hóa cũng như nhà hội trường này thì mình sẽ kết hợp rất là nhiều gọi là công việc sử dụng trong nhà văn hóa này nha các bạn. Thì mình cũng đã đặt anh ấy một số bàn học sinh, thì bữa mình cũng đang nhờ bác trưởng bán này để đi nói các em nhỏ, động viên các em nhỏ ở trong bản này cũng như một số bản lân cận ở trong này, vì tiếp đi ra bên ngoài để trường học lớn ở bên ngoài rất là xa, nên là mình có thể mình nhờ cô giáo vào dạy biết chữ cho các em, biết học chữ, biết học tính toán cho các em để giúp sau này các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như các bạn cũng như bữa trước anh Linh Philip cũng tặng một cái giường ở trong bản nhà văn hóa, thì mình cũng đã bây giờ mình cũng đã cho ra lắp, và ngày mai mình sẽ mua đệm nữa các bạn. Thì để mục đích của mình là để ở trong nhà văn hóa này là hôm sau là mình cũng sẽ đóng cả một tủ thuốc nữa. Tủ thuốc ở trong này những cái bệnh gọi đơn giản, cảm cúm hay là bệnh đơn giản, thì người dân ở vì trong bản này là người dân ở nhà cách nhau rất xa, mình cũng đi tham khảo hết rồi, đi thăm hết rồi, mọi người ở cách nhau rất xa, mà trường hợp mình sợ đêm hôm ốm đau của người dân cũng như ban ngày cũng vậy thôi, mà để đưa ra ngoài thị trấn thì đường thì xa mà khó đi, thì mọi người có thể là đưa người ốm ra nhà văn hóa này và sẽ nhờ đến nhà bác trưởng bản lấy xe, vì bản có một xe gọi là xe ba bánh của bữa trước Mạnh Thường Quân gửi tặng mà các bạn, thì là sẽ là một cái phương tiện vận chuyển người bệnh ốm đau ra ngoài thị trấn nha các bạn, thì bệnh viện thị trấn để thăm khám này. Thì tất cả mình cũng đã sắp đặt hết rồi, thì tất cả mình cũng đã nhờ một anh chuyên chạy xe đấy, thì cái bữa trước mình cũng các làng nghề hoạt động được số tiền, thì các số mình cũng sẽ trích một số quỹ ra để trong bản một cái quỹ để gọi là trả một chút công cho những người làm việc gọi là việc công việc công của bản đấy các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người kê cái giường vào. Áo là nơi vào cam à, quá đã đen rồi đủ. Quan thủ Akizin thì cái kênh nùng em. Vai cái đàn Kuntura. Vai chăm à manda outro vai chăm à motocar đủ. Vai nơi vào vai Vina. Ma petan. Tabo. Quan thủ nơi vào đen rồi. Nơi vào đen rồi. Hả? Una wakutula. Una wakutula wini ya boy. Sing, biar dia biar, sing. Sama kapa kuku siam. Mereka baik, dia bagar, dia bagar. Usulan dah ganti lagi apa ya? Bagelah, kau nak bagelah. Mau angkat apa ya? Abang. Mua nhầm cái gì vậy? Vì những cái việc này mình đã chuẩn bị trước, vì cái bệnh cái những cái ốm đau thì không ai muốn, nhưng mình tránh cái gọi là những cái xấu nhất xảy ra đối với người dân các bạn. Vì ở đây mọi người nhiều khi có ốm đau cứ để ở nhà đây, không đưa đi, không gọi là phương tiện đưa ra ngoài thị trấn thì khó khăn, nhiều khi những cái gọi là đáng tiếc xảy ra rất là tội, nên là mình sẽ chuẩn bị hết giúp người dân. Đây bàn ghế này các bạn, bàn ghế vừa mới mua đây. Đây. À, bàn ghế mua thì bữa sau sẽ là lớp học của các em học đây. Bữa sau đây.
Ô lần kia sao mới xem ta? Để test thử các bạn ạ. Test thử các em ngồi học. Vậy kì. Nhưng là như những em này là bữa sau đây ngồi. Ở kì tật hết em đi ngủ. Ở kì mai tật hết. Đấy, test thử cái này. Sao tật hết? Có xem mai bài xuống. No, sao tật hết? Ông mê già tật hết xem ta. Vậy ô tật hết. Vậy ô tật hết. Vậy kì. Tật hết xuống. Nít xuống. Sao tật hết? Vậy kì. Tạ bầy. No, vậy ô tật hết. Vậy kì. Cho tật hết. Vậy xem ta kì. Nào xem nào xem nào. Để test thử các bạn ạ. Test thử các em ngồi học. Muốn thế vậy kì. Bé ngồi trước, lớn ngồi sau. Đấy. Vậy, vậy kì. Em ta đây. Muốn thế xem ta. Xem ta. Vậy kì. Xem ta kì. Hả? Muốn thế vậy em ta đây. Đấy. Đó, ta đến, ta đến. À, mời đi ra mời. Lúc đầu tiên thì xem nhà cái đã. À, mời, cảm ơn, cơ anh chạy. Cơ là mày xuống anh đi. Và đặt đua, đặt đua. Lúc đầu xem nhà anh đi. Lúc đầu xem nhà anh đi. Xem nhà bây. Nói chung mà chúng ta đi không nào. Đang test thử các bạn ạ, vừa mới mua bàn ghế vào. Đây, bữa sau là cứ ba em ngồi một bàn. Còn là mình còn là cũng chưa tính được cái số lượng các em nhỏ bao nhiêu em. Thì thiếu thì mình sẽ đóng bàn thêm. Và cũng là nơi là họp để phát triển của bạn đấy các bạn. Ta vâng, ta vâng. Ơ kì tình ca đây à? Hôm nay là chủ nhật các bạn ạ. Nói chung là tương đối nhiều người trong bản. Thì đây là mình đang thử đấy nha bạn. Các bạn thì nếu mà họp bản thì cũng là sẽ là báo các em nhỏ ra để mượn bàn ghế để họp. Còn là học sinh thì hôm nào học thì toàn các em nhỏ thôi. Người lớn không có nên là rất là ok, rất là vừa đấy. Ta bây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bên dưới này các bạn đấy, mình kê bàn học như này thì sẽ là đi được, ví dụ cô giáo là đi cả được ba bên, 1, 2, 3, 4 bên mé trong tường vẫn đi được đấy, kê cho rộng ra khi ta vùng đấy. Để kê cho rộng đấy. Ôi test thử thôi, bây giờ là ở đây là số tu đồ kiên sao phải for yêu cầu phải là bình công và sai tu đồ riêng để lúc em ô tu đồ điều ra về phải là mình hiểu tâm màn này ở đâu phải là bình công và sai tu đồ si ở mình là bảo quản đi pha sao mà mình sẽ làm mà mai si ở mình là bán đi pha sao mà nếu mà bán tuần si nếu mà mai qua mình là cũng có bán xong si đấy thì bây giờ nói các em nhỏ ra ngoài chơi test thử đấy thôi các bạn ạ. Thì bây giờ để họp bạn đấy. Đấy, như là học sinh thì các bạn ạ. Để nói mọi người để các bác trưởng bản mọi người họp á. À gọi bài. Đôi mai về nhỉ. À ti hồn tình á. Tu đủ rất run đủ về tu đủ mình nhỉ. Có một đồng nem. Áo bố xê công mai về nhỉ. Phan là bên công mai xê bên tu đủ riêng thì. Nem có một đồng nem. Có vài lệnh xin mà. Đấy để họp bác trưởng bản, bác trưởng thôn là lên trên này ngồi. Cũng như truyền đạt lại như những gì mình đã nói với hai bác. Là những gì mình đã bữa trước đã truyền đạt lại các bác rồi. Thì bây giờ các bác sẽ truyền đạt lại với tất cả người dân. Á gọi vài lệnh xin mà. Xem đá ghi. Ta bên bố xê công đôi mai về nhỉ. Muốn được tem một nó sửa vai giá vai à rửa xi măng thì công an minh nhiều quan tu meta phan nam meta công mù số ông meta đôi xi măng thì đây bây giờ bên quan tu ao là meta mua được xi măng xi măng thì xí nông nam quan tu minh nhiều nông đạt bên nó phải cả bên xin có thể phan là tôi à vâng phan là vâng xin phan là bên tôi cảm ơn đi chúc mừng các bạn.
tôi chín năm hai lần nhá, vừa tan nhá. Ví mà bảo lúc còn ngoài là bìm bò, tôi mi là ở chỗ tôi lo cái tập đi ta. Nó cái vật là bảo bìm bò về chỗ, em cũng có tôi vay là gì, em cũng có tôi vay u nôm mà. Chỉ là bảo lúc nào cũng tìm có phải tôi vay u nó mi, chỉ cần chơi hay là có cái E pungula fina kucho waja dikalo ndi shasha ocho. Ah, endokumenti ilo mendila noko waja dikalo ndi shasha soka ndocho. Noke wapita wabimbo kwendo kupuja kwendo kutepolo la mamayi, ombangi yacho mayi Justina. Wajimene? Ah, situ po kwe vatepo la bobo. Ya, baba njuse singi hayo chimose. Yuku tika niyo cho mamu ya halimi. E chukusu pila mondeti. E ndokutepolo limo dikalo ndi shasha yocho. Hiche wala. Dikalo ndi shasha yocho. Ocho ya dikala chiwa, liveleka chiwa, ya lima chiwa. Chinda wa chiwa inda bana unu, mojo cha disipika ocho. Hachimi, ya toko. Punguta wa diwa lio siki panga lima. Halimi, ya tokute pululimo, yukuti kati solele. Chosu mwisa, kutu chokite nyamanyo jala hayo. Kapungota nyaba, wakabalo kati sangu, ocho vele kela bi. Hantuka njota lera patangi. Wotungila ocho. Walando simendu, walando shapa, wakapamu ula, wakapamu ala sala. Andi tupan tuli wangwa boy. Ok như các bạn, thì bác trưởng bản thì như bữa trước mình anh em mình cũng hai bác đi thăm Ngô đấy. Thì cũng mình cũng trao đổi trực tiếp với bác rồi, thì hôm nay bác nói với mọi người. Thì nói chung là nội dung câu chuyện thì mình cũng chỉ hiểu sơ sơ, bác nói bằng tiếng phổ thông cũng như những gì hôm nay anh em mình nói với bác đấy các bạn. Thì cũng trên video mình thấy nhiều comment bình luận, các bạn cũng nhiều bạn nói là bảo là anh em mình giúp người dân, cho người dân kiểu là hạt giống nhưng mà không hướng dẫn người dân trồng. Anh em mình cũng có hướng dẫn như trực tiếp là anh em mình đi từng nhà một thì nói chung là anh em mình không đi được, còn anh em mình cũng trao đổi với tất cả. Bữa anh em mình tặng hạt giống thì anh em mình cũng nói là cách trồng thì để sao giống Việt Nam mình trồng trồng thưa cây rồi khoảng cách luống cách luống, hàng cách hàng, thì anh em mình vẫn cũng nói với người dân. Nhưng vì một số người cũng làm theo hướng dẫn, thì một số người thì theo mình, anh em mình nghĩ là họ ngày xưa nay họ có trồng như vậy, thì trước mắt anh em mình hướng dẫn thì họ vẫn gọi là vẫn nhiều người thì nói chung phần đa thì là gọi là họ cũng, anh em cũng thấy một phần đa là cũng trồng thưa, còn hiện trồng dày mới trồng gọi là như của người dân bản địa, thì vẫn còn một số người nữa nhé các bạn, không phải là nhà ai cũng trồng dày đấy. Thì mình bữa mình quay, mình chỉ quay những cái nhà mà gọi là xấu trồng mà gọi là kém nhất, thì để mình nói bác trao đổi với người dân nhé các bạn. Thì bây giờ nói chung là tất cả mọi người thì cũng ngồi cứ lắng nghe, thì để bác trưởng bản lại trao đổi tiếp nhé các bạn. Osikola hilo, hiyo ngolo kuyitata. Hiti chivala ocho. Esumbuluho ni nene. Osikola hilo yenda kwa chitumbulu kila. Yika tenisa sen yanu. Esa shikola bae tulare sen yanu. Mano. Hiti chivala. Okuso nyamole kala omo, okuso nyamocho. Hatu yongola kutite mwiniha. Osikola hilo tuita timu ndomola. Hiti chivala ocho. Esumuluhoni aji tupandu kiko walo mkuto mwene. Ngatu kwete ugala. Akuti omana wakasa loko kwa misangu. Hatu tataba lukelo wali wangu. Tunika wale chingalala. Akuti ndame kwa misangu. Hapa lume la teleka. Lakoka inakalo nene. Lakoka inakalo nene. Tuliyariye tulisando. Vâng, tôi đủ nói Việt Nam mình ta về kì. Quan tôi nói về kì, quan tôi đủ về kì được Azuda. Giá vé tôi đủ riêng để kita mua thực phẩm. Tôi đủ cement từ nô tinh nó về Azuda. Để ra cơm, để ra tôi đủ phải ra bình, có gì nô bình. Để ra quan tôi tinh nó mua từ cơm đã cơm mẹ. Để ra tôi đủ để kia là sao? Nó từ vay kì, nô tiền là nada. So vay Azuda. Tôi đủ sao đi? Tu đủ tra cái đồ phải là bình, tra bình. Quan tu tra bình, con tu và bình cái menu phải là bình. Quan tu tay mua tu cô mì đà, menu đến sáng có mẹ. Ta bình.
Kule sinde vya vya tina miwa Watu mama kala kututata hidi Nejwa kasi kututata hidi Kutu tekula chotiri Kayo kula kutu tutuwila kutimwe Tukwata anima tamosi kula hita Kukume hita tukula jimando kuchi ha Haa katala Echande lo kutu kwatisa yetu Onjala Hito chocho Onjala kutu kwatisa yetu Ipawa kutu kwa jimwe kuchi ha 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 Ayo mama ne Wandela mkutu tekula Wandela mkutu tata Wandela mkutu tata tualu tate Yoku tibajopo Omunu unga bawa nima Chukwa chukwila konye handi Najimwe Onga somina yaye Ekanuli yaye Olompongo ngangkubenu yeti na Eje wabiyo vituma kukwavo Watu tata Chibi tu chukwila konye Lashima boy Yoku titutati Tutati ama yange tutati Sumunu honi nene Evi, ome patena, oku sapuri kwa chevi. Bravo. Chào mừng. Số 3 anh. Thì ok nhé các bạn, thì hôm nay anh em mình cũng đã vừa Linh Phoenix cũng đã bàn giao, mình cũng đã mua bàn ghế cũng như để sắp tới sẽ hướng dẫn các em học sinh học cũng như vừa rồi mới được cũng test các em ngồi thử cũng thấy ok rồi và mình cũng đã mở cuộc họp gấp luôn thì cũng như để bác trưởng bản vừa đã trao đổi với tất cả người dân ở bên dưới thì về cái gọi là công việc trong của bản ấy thì nói chung là bác nói tiếng bản địa thì mình cũng thấy đôi từ anh em mình vẫn hiểu thì nói chung là mọi người thì cũng rất là lắng nghe. Ao là số bà ra phan là thu được rất entertain bình nhé. Quan tù đến thập phi cả bình. Trình nông quan tù ông mới đôi mới tới đây mới nông phía cam mua thực phẩm. À ra tên cô mình à cô mẹ hả? Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Tá bem. Tá tudo bem. Mình nói với người dân là anh em mình đến đây là chỉ có giúp đỡ người dân chứ anh em mình không lấy một thứ gì của người dân thì trước khi đến đây là mình cũng thấy người dân rất là khó khăn thì anh em mình đến muốn giúp đỡ cũng chỉ mà buổi đầu là tình cờ vào đưa em đi nhù và cắt tóc này con thường muốn được tem mùa hôm nay vài vô tủ vài ăn rồi có tả cà bên nồi tu được kia xả buổi đầu là đi cắt tóc dạo giúp người dân. Thế là có duyên với người dân bản với các em nhỏ ở đây đến giúp đỡ thì mong mọi người gọi là sau một thời gian mong trước mắt thì chỉ mong gọi là giảm bớt một phần nào về đói nghèo của người dân thôi các bạn. Cứ làm giàu thì anh em mình chưa nghĩ tới, chỉ giúp người dân là thứ nhất là gắn tình đoàn kết lại với nhau, cùng nhau phát triển, cùng nhau giảm đói nghèo nha các bạn. Thì ok nha bạn, thì video này anh em mình cũng xin được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa, hãy cho em xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh Đông Bờ Lùi Vlog của Sống Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Cùng họp vừa mình bằng thôi nghỉ để mọi người, mình cũng nói thế thôi để bác truyền đạt lại thêm mọi người. Đây anh em mình ra xe về này, bác trưởng bán vẫn đang truyền đạt thêm cho người dân này. Rất là vui vì mọi người rất là lắng nghe cũng như bác ấy vừa chắc là nói chưa hết giờ ra nói tiếp đi. Ê sao bà điệp bôi á. Mình chào các bác, chào mọi người, mình về ra đây. Chào mọi người về các bạn, anh em mình về đây.